4. Tà kiến về vật có tri giác và không có tri giác Kinh văn Hiệu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu vị viên Việt dịch lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành Đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt giảng lại nữa thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành đã chấm dứt sinh diệt rồi nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt lại nữa hành giả quan sát cùng tột tánh không của hành ấm đã chấm dứt hẳn ý niệm sinh diệt đã chuyển hóa được bản chất nơi sinh khỏi những niệm sinh diệt nhưng chưa đạt được tính vi diệu viên mãn của sự tịch diệt kinh văn nhược ư sở chi chi biến viên cố nhân chi lập giải thập phương thảo mộc giai xương hữu tình giữ nhân vô dị thảo mộc vi nhân nhân tử hoàn thành thập phương thảo thụ vô trạch biến chi danh thắng giải giả thị nhân tắc đoạn chi vô chi chấp bà trá tiền ni chấp nhất thiết giáp thành kỳ bạn nữ mê phật bồ đề vong thất chi kiến việt dịch nếu nơi chỗ hay biết nhân cái hay biết cùng khắp mà cho rằng tất cả thảo mộc trong khắp mười phương đều gọi là hữu tình không khác gì người, cây cỏ làm người, người chết trở thành cây cỏ mười phương, không quyết trải rõ ràng cái biết cùng khắp này cho là thắng giải, người ấy rơi vào kiến chấp chi vô tri trở thành bè đảng với bà cha tiền ni chấp tất cả đều có tánh biết do đó nên mê lầm tánh bồ đề của chư phật lạc mất tránh tri kiến giảng nếu nơi chỗ hay biết nhân cái hay biết cùng khắp mà cho rằng tất cả thảo mộc trong khắp mười phương đều gọi là hữu tình không khác gì người cây cỏ làm người người chết trở thành cây cỏ mười phương